Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên trong chiều và tối qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có nơi có mưa to. Và dự báo trong đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa ước tính sẽ đạt từ 30-60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm. Với miền Trung, ở phần phía Bắc của đèo, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, nằm trong khối không khí ổn định, nên thời tiết chủ yếu là ít mưa và có nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng oi bức, dao động từ 34-35 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, do hoạt động của rãnh áp thấp đang nâng trục dần lên, nên mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, tập trung tại các tỉnh từ Khánh Hòa trở xuống tới Bình Thuận. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, còn vào ban ngày thì trời có nắng nhẹ với mức nhiệt là từ 30-33 độ. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 11-13 độ phía Bắc, nên trong ngày và đêm qua đã có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Sang tới ngày hôm nay, khoảng thời gian từ sáng tới trưa là lúc Nam Bộ và Tây Nguyên tạm thời giảm mưa. Sáng và trưa thì trời có nắng, nhưng sau 13 giờ chiều, rãnh áp thấp hoạt động mạnh, mây đối lưu xuất hiện và gây ra mưa ở các tỉnh miền Tây, sau đó nhanh chóng lan lên khu vực miền Đông và cả các tỉnh Tây Nguyên. Trên biển, theo quan sát trên các mô hình dự báo của các trung tâm khí tượng uy tín, trong 24 giờ tới trên biển Đông có thể sẽ hình thành một vùng áp thấp. Dự báo đến 5 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Nam, tuy nhiên ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp ở khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra thì vào cuối tuần này, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương dự báo sẽ xuất hiện một cơn bão với tên quốc tế là Infa. Hiện theo mô hình cập nhật mới nhất thì bão Infa ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông mà sẽ tiến lên phía Bắc để đổ bộ vào Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến đông tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, từ mai phía nam có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Dưới phía nam từ mai gió chuyển hướng tây nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.